chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. X từ 1/10 mang một cái sắc thái nhẹ nhàng với cái gam màu biển cả. Các chiếc X từ 1/10 là một dòng xe đang được quan tâm nhất thị trường Nam trong những năm vừa qua, với doanh thu đạt cột mốc cao nhất phân khúc xe còn tài, thì có thể nói đây là cái sự thành công hơn mong đợi của nhãn xuất Yamaha. Dù hiện nay đã có rất nhiều những dòng xe khác xuất hiện để cạnh tranh thị phần với X-Ster, nhưng mẫu xe này vẫn có chỗ đứng riêng biệt với mình trong tim người yêu xe. Quát cho mình một cái tông màu xanh biển nhẹ nhàng giúp chiếc xe nổi bật hơn khi xuất hiện ở giữa đám đông. Bên cạnh đó, phần di động người chủ thay thế lại một số chi tiết nhỏ như bao tay Spider dành cho tất cả những dòng xe máy từ phần cái nhỏ đến phần cái lớn, đi cùng chiếc cái gù Sonic 1/10. Chi tiết gù CNC được người chủ tinh chỉnh lại gọn gàng đúng vị trí bắt kính mà Yamaha thiết kế. Bên phía hệ thống phanh trước được dụng cho mình cái cụm của Brembo tháo xe phần lớn, kết hợp cùng chiếc cặp phanh thắng JC i2 để đem lại cái sự nổi bật hơn cho chiếc xe. Người chủ đặt hàng mặt nạ của dòng MX Skin 1/10 từ Indo để có sẵn cái bộ quét biển số Titan mà không cần phải cắt quét phần mặt nạ. Nhìn xuống phần dàn kim trước, ta thấy điểm ảnh vị dầu heo được bấm đầy các dầu CNC kết nối vào heo dầu Pando Hybrid đối xứng, đi cùng với đĩa cao phơ với kích thước 245. Cái hai món đồ chơi này được bắt vào các X-Ster 10 cho cái độ thông qua các bắt heo, và thức đồng đĩa được làm bằng chất liệu CNC nguyên khối. Tháo bỏ toàn bộ pen đạp và cái cần đạp thắng nguyên bản, người chủ đã bê nguyên cái dòng của Ducati đem qua, vất điểm nhấn là pen đạp nằm ngang ở bên cạnh lốc máy siêu hồng hổ. Đi kèm đó là những cái bánh quen thuộc của heo dọc Rainbow logo lớn hai bít đã xứng, được làm cái vát xây ngược theo đúng cái thế cấp của Rainbow. Và giá của X-Ster 1/10/2009 đang được bán là 47 triệu đồng, chưa gồm thuế và biển số. X-Ster 1/5 độ phong cách Class với tốc độ xe gió. Các chiếc X-Ster 1/5 5 số được độ bên dưới đây đến từ Biker Việt, đặt cái màn lột xác đầy chất chơi phong cách Class kết hợp cùng với những món đồ chơi chuyển từ các hiệu như là CRC, Nitron vân. X-Ster hiện nay ngày càng có thêm nhiều bản độ từ nhẹ nhàng đến hầm hố. Và điều đáng nói nhất là cái dòng X-Ster 1/5 hầu hết các bản độ đều nghiêng về chuyển. Nhưng đối với những biker yêu thích tốc độ thì được mọi người chú ý bởi từ độ máy đến độ kiển. Trước đây chúng ta sẽ được xem một cái chiếc X-Ster độ rap cực kỳ ngầu của một biker. Phần đầu hầm hố, di động CNC hiệu Katet, Tacon JJCB tích hợp chống gãy. Càng chân mỏng manh không kém phần cứng cáp, giỏ buộc size 6, niên của Yamato Racing Cream kết hợp cùng chiếc đĩa XR được chính chặt bằng ốc Titan. Buộc Racing tăng khi có độ im ái cho xe. Ống xả độ cho ra tức âm thanh tê tái đầy của lực. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.